Xin chào mọi người, chào mừng người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này Ngọc sẽ quay một căn nhà rất là gần với đường ô tô. Đây là đường ô tô và kia là căn nhà mọi người ạ. Với cái căn nhà này thì nó là thuộc tổ dân phố 10, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, xung quanh ngập tràn điện tiện ích, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenica, giao thông đi lại vô cùng thuận tiện. Bởi vì sao? Cái căn nhà này nằm cuối cái khu đô thị Đô Nghĩa, nằm cuối đường luôn mọi người ơi, đi lại rất là hợp lý. Và ở đây thì chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đều rất là ok. Tính tới vị trí nhà thì cái căn nhà này nếu như mà xe ô tô nhỏ có thể gần như là lùi vào tận cửa. Và với cái thông số nhà Ngọc Ánh quay như sau: hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích căn nhà 38m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, đường ngõ rất là thoáng. Ở đây có 3 căn thì đã bán 2, chỉ còn duy nhất 1 căn với phần mặt tiền của ngôi nhà 5m, mặt hậu 5m, vuông vắn. Đây là cái phần của ngôi nhà này. Cái phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế 2 lớp cửa. Và toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà thì đã ốp đá granite, rất là hợp lý, rất là đẹp. Cái căn nhà này thì được cái ưu điểm lớn nhất, đó là mặt tiền của ngôi nhà 5m, mặt hậu 5m. Với cái phần mặt tiền vô cùng rộng cho nên vào trong căn nhà vô cùng thoáng. Đây chính là cái phần cửa chính thiết kế 2 lớp. Bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa gỗ kính, là cửa gỗ mọi người ạ. Và với cái phần hoàn thiện của ngôi nhà thì vừa mới hoàn thiện xong hết chỉnh chu, có thể dọn đồ về và ở ngay được vị trí cuối khu đô thị Đô Nghĩa nha mọi người. Đó, đây là phần căn nhà. Nếu như quý vị nào mà đi làm ở cái trục đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài thì cái căn nhà này rất là hợp lý, bởi vì nó theo một trục đường thẳng tắp, không phải quặt quéo gì nhiều, và căn nhà này thì cực kỳ là gần với đường ô tô. Với cái thông số nhà thì Ngọc Ánh đã vừa chia sẻ rồi, mặt tiền 5m, mặt hậu 5m, không lỗi bất kỳ một phong thủy nào. Dự án 3 căn thì đã bán 2, chỉ còn duy nhất 1 căn cuối cùng là căn nhà này thôi. Đây là phần phòng tầng 1 của ngôi nhà, phòng khách và phòng bếp. Toàn bộ phần hoàn thiện của ngôi nhà đều rất là chỉn chu, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn. Hai căn nhà mua rồi thì đã dọn về và ở, chỉ còn duy nhất căn nhà này. Đây, phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, vân đá granite. Và với cái phần tầng 1 ngoài phòng khách, phòng bếp thì đây là phần phòng bếp của ngôi nhà, với phần hoàn thiện tủ bếp ở đây là gỗ MDF chống cong vênh mối mọt mọi người ơi, với cái độ bền 8 đến 10 năm. Xung quanh bếp thì là ốp kính ốp bếp, và mặt bếp thì ốp đá granite rất là chỉnh chu. Phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, rất là dày dặn chắc chắn. Đây là chậu rửa và vòi rửa, hồ sơ điện nước như Ngọc Ánh đã chia sẻ với mọi người là đã đầy đủ hết rồi. Với căn nhà này hiện tại giá chào bán của chủ nhà là 3 tỷ 300 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và chắc chắn là quý vị sẽ hỏi rằng nếu như 3 tỷ 3 này thì có thể hỗ trợ ngân hàng bao nhiêu. Với cái 3 tỷ 3 này có thể hỗ trợ tối đa cho quý vị là 1 tỷ 7 cho tới 1 tỷ 8 tiền ngân hàng, phần còn lại quý vị thu xếp tiền mặt giúp Ngọc Ánh nhá. Đây là phần tầng 1, ngoài còn một phòng vệ sinh nho nhỏ đây. Phòng vệ sinh này thì đầy đủ công năng về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Trước khi lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì ở đây toàn bộ hệ thống tay vịn của trụ cầu thang thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cổ trắng. Căn nhà này Ngọc đã chia sẻ rồi. Thứ nhất, được cái ưu điểm là đường ngõ nông. Thứ hai, mặt tiền rộng cho nên bước vào trong không gian phòng rất là thoáng. Vậy thì tầng 2, 3, 4 ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà nha quý vị. Với tầng 2 của ngôi nhà thiết kế một phòng ngủ siêu rộng và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây là căn phòng ngủ, toàn bộ có cửa sổ thông thoáng 2 lớp, bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Với không gian phòng ngủ này, nó khoảng tầm được 20m² cái căn phòng ngủ mọi người ạ. Và phòng vệ sinh cũng thế, rất là rộng. Đây là phòng vệ sinh. Căn nhà này với cái chủ nhà thiết kế phòng ngủ cho mình, lắp đầy đủ cho mình bình nóng lạnh, điều hòa. Phòng vệ sinh này mọi người ơi, mở được cửa sổ ra đây này. Hệ thống ở đây, sen cây tắm nóng lạnh, chậu rửa, vòi rửa và lavabo. Đây là bình nóng lạnh Ariston. Cửa thông phòng.
Toàn bộ ở phía dưới chân Ngọc Ánh là thiết kế sàn gỗ công nghiệp, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm ở trần. Đây là điều hòa. Với cái căn phòng ngủ này vô cùng rộng rãi. Thật sự luôn đấy mọi người ạ. Đây mọi người có thể nhìn thực tế, nó phải tầm hơn 20 mét đấy chứ. Đây. Rất là rộng. Thiết kế một cái căn phòng này vô cùng hợp lý luôn. Với cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ lim nhé mọi người. Gỗ này là gỗ lim luôn, rất là chắc chắn và dày dặn. Đó. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà rồi, mời người theo em lên khám phá tầng 3, 4 của ngôi nhà tiếp theo nha. Tầng 2 thiết kế 1 phòng ngủ thì tầng 3 thiết kế 2 phòng ngủ. Với tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thì tất cả ở cái phần hành lang đều có cửa sổ thông thoáng mọi người ạ. Căn nhà này nó gần như kiểu lô góc ấy, mở cửa ra được hai bên rất là thoáng. Và đây là cái căn phòng ngủ tiếp theo ở tầng 3. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế. Hệ thống trần thạch cao đây. Căn phòng ngủ này thì nó nhỏ hơn một chút, tuy nhiên bù lại cái tầng 2 có thể là phòng của bố mẹ chẳng hạn. Thì ở trên phòng tầng 3 này quý vị có thể chia thành các phòng nhỏ để phòng làm việc, phòng cho con cái. Cửa thông phòng. Hai phòng, đây là phòng trước và đây là phòng sau. Phòng nào cũng được lắp điều hòa rồi nha quý vị. Đấy, với cái căn nhà này theo hiện trạng, quý vị dọn đồ về và ở được ngay. Đúng theo hiện trạng của ngôi nhà luôn, ở được ngay. Sổ đỏ trao tay. Đấy, ở đây cửa sổ cũng mở ra được, rất là thoáng. Tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ. Và có ở trên tầng 3 này thì thiết kế phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, sử dụng cho hai phòng chứ không phải như tầng 1 là nhà vệ sinh thiết kế ở bên trong mọi người ạ. Đây là phòng vệ sinh tầng 3 của ngôi nhà. Phòng nào cũng đáp ứng đầy đủ công năng với những cái thứ ở bên trong, thiết bị vệ sinh ở cho từng căn phòng. Và ở lên trên phía tầng 3 đã có 3 phòng riêng rồi, mời người theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Bước chân lên đây có một cái ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang, hệ thống tay vịn cầu thang đấy. Từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế là gỗ mọi người ạ. Và tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Đây là một cái phòng riêng để làm phòng thờ. Nhà nào mà quý vị mà muốn thờ ở phía dưới tầng 1 thì ở trên này quý vị có thể để một cái căn phòng này làm một cái căn phòng riêng làm việc, phòng ngủ, thì cái này là tùy công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đây là cửa tầng 4. Và phần còn lại là phần sân phơi, thì ở đây là khu vực để máy giặt, sàn thoát nước, ổ điện nha mọi người, ống cấp nước. Đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Toàn bộ thiết kế rất là hợp lý. Mái cửa, mái kính mọi người ạ. Đấy, mái kính trong. Xung quanh dân cư đông đúc, với cái vị trí căn nhà này giao thông đi lại thuận tiện. Ở cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương kéo dài, diện tích là 38m2, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái căn nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé, 0983013403 hoặc 0888041444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.